tương lai của Tô Chủ tịch sẽ ra sao trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14. Việc cựu Bộ trưởng Tô Lâm bị buộc phải rời khỏi ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực để mà ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước, một vị trí có tiếng nhưng không có thực quyền trong tứ trụ. Theo giới phân tích quốc tế, nhiều khả năng có thể giúp Việt Nam trở lại ổn định hơn. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít ngày đã có những sự đảo chiều. Theo giới quan sát, có nhiều chỉ dấu cho thấy chính trường Việt Nam sẽ còn nhiều biến động lớn và mọi chuyện vẫn tiếp tục hỗn loạn cho đến khi tên của ứng viên kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính thức được công bố. Truyền thông quốc tế vẫn đánh giá cao về khả năng kế nhiệm của Chủ tịch nước Tô Lâm đối với chức Tổng Bí thư nếu ông Trọng chịu rút lui. Nhưng truyền thông quốc tế cũng cho rằng Tô Lâm sẽ không còn dễ dàng như trước đây và ông sẽ phải đối mặt với không ít những khó khăn đến từ một số đông các đối thủ chính trị vốn không hài lòng về ông. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Viện Nghiên cứu có trụ sở tại Singapore trong một bài luận trên trang Forum cho rằng Đại tướng Tô Lâm là một ứng viên nổi bật cho vị trí người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng tiếc rằng Việt Nam đến nay chưa có vị Tổng Bí thư nào xuất thân từ ngành công an. Hơn nữa, vẫn theo tiến sĩ Hiệp, ông Tô Lâm cũng có một số vụ bê bối mà các đối thủ và các phe cánh khác có thể dễ dàng khoét sâu vào, nhất là lực lượng quân đội. Trong khi đó, vào ngày 22 tháng 5, giáo sư Saray Abusha từ Hoa Kỳ nhận xét sau khi rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an, thì ông Tô Lâm đã suy giảm quyền lực đáng kể và khó có thể hạ được Thủ tướng Phạm Minh Chính, một đối thủ nặng ký. Quan trọng hơn, chiếc ghế tân Bộ trưởng Bộ Công an đến nay vẫn chưa được quyết định một cách rõ ràng. Theo giới quan sát, việc Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ được Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ định nắm quyền điều hành Bộ Công an cũng chứa rất nhiều ẩn ý. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ là em trai của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, một cựu đối thủ của ông Tô Lâm trong Bộ Công an trước đây. Vốn dĩ ông Quang là một nhân vật không được lòng Tổng Trọng, tuy nhiên để kiềm chế và làm đối trọng với Tô Lâm, ông Tỏ vẫn được ông Trọng ưu ái cho ngồi vào vị trí Thứ trưởng Thường trực một cách đầy ẩn ý. Đó là lý do vì sao nhiều nhà quan sát chính trị trong nước và quốc tế đánh giá rằng sắp tới chính trường Việt Nam còn rất nhiều biến động, gay cấn hơn trước đây rất nhiều. Trong bài bình luận chính trường Việt Nam sẽ có nhiều biến động ở trận chung kết trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, giáo sư Nguyễn Văn Chữ từ Hoa Kỳ cho rằng nếu so sánh cuộc đua lên vị trí thượng tầng là chiếc ghế Tổng Bí thư như một giải đấu thì đã qua vòng bán kết và đang dần tới vào trận chung kết. Lúc này vấn đề đang thu hút sự chú ý đó là ai sẽ là tân Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu Bộ trưởng Bộ Công an là đàn em của Tô Lâm thì ông vẫn sẽ nắm giữ được Bộ Công an trong tay, cộng với quyền lực của Chủ tịch nước. Với vai trò thống lĩnh các lực lượng vũ trang thì ông Lâm sẽ vận dụng chính lời nói của ông Trọng về trách nhiệm của người đứng đầu để mau chóng đẩy ông Trọng ra đi trước cuối năm 2024. Bởi ông Tô Lâm không muốn đêm dài lắm mộng, chắc chắn một khi ông Trọng còn nắm giữ vị trí quyền lực nhất trong đảng thì ông sẽ không bao giờ muốn giới thiệu ông Tô Lâm làm người kế nhiệm mình cả. Kết quả tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 13, Bộ trưởng Bộ Tô Lâm đã không thành công khi đề cử tới hai nhân vật thân cận của mình là ông Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc. Bởi Tô Lâm có quá nhiều kẻ thù trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, đặc biệt là các lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Vì thế, nếu tính toán hay đánh giá sai, dù chỉ là một ly có khi khả năng rất cao, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ bị các đồng chí của ông thẳng tay gạt ra khỏi cuộc đua tại Đại hội lần thứ 14. Ông Chữ khẳng định như sau. Chỉ riêng ở cái công ty Xuân Cầu của anh trai nhà ông Tô Lâm cũng đủ để người ta đẩy ông xuống mồ rồi. Trong khi đó, việc bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 9 có thêm 2 tướng quân đội được kéo vào để cân bằng với thế lực bên công an. Do đó, trong trường hợp phải sử dụng cái gọi là biểu quyết tập thể thì khả năng cao ông Tô Lâm sẽ thua và đương nhiên ông phải ra đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin tương lai của Tô Chủ tịch sẽ ra sao trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất.
nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Vì sao tin đồn bắt Lê Thanh Hải là phép thử quyền lực của Tô Lâm đối với Tổng Trọng? Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 có thể coi là một bước ngoặt trong sự nghiệp chính trị của đương kim Chủ tịch nước Tô Lâm, là cựu Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực. Việc ông Tô Lâm bị đa số các lãnh đạo cấp cao trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam ép phải ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước, một vị trí trong tứ trụ nặng về lễ nghi hình thức song rất ít quyền lực, và lại bị cái dớp nguy hiểm từ trước đến nay. Dẫu rằng việc ông Tô Lâm phải ngồi vào một trong hai ghế tứ trụ còn trống, Chủ tịch Quốc hội hoặc Chủ tịch nước, là điều bắt buộc nếu ông muốn có tên trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư tại đại hội lần thứ 14 tới đây sẽ khai mạc vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, theo giới quan sát, việc ông Tô Lâm phải ngồi vào ghế Chủ tịch nước với nhiều dấu hiệu bất bình thường trong quá trình Quốc hội đề cử phê chuẩn là bằng chứng cho thấy các phe phái trong Đảng đang tìm mọi cách để loại bỏ ông bằng được. Ông Tô Lâm đang bị Tổng Trọng và các đối thủ khác trong Đảng vào hố với nhau để loại ông ra khỏi cuộc đua giành vị trí nhân sự chủ chốt tại Đại hội Đảng sắp tới đây. Vì chiếc ghế Tổng Bí thư thì rất nhiều người nhòm ngó, và bản thân Nguyễn Phú Trọng có thể cũng còn ngồi tiếp nữa. Quốc hội và các cấp có thẩm quyền đã dùng biện pháp mạnh vào phút thứ 89, từ chối không để cho Tô Lâm đồng thời giữ cả hai chức là Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch nước. Cũng như Ban chấp hành Trung ương Đảng đã không phê chuẩn hai nhân vật thân cận của ông là hai Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc, một ghế kế nhiệm ghế Bộ trưởng Bộ Công an và một giữ ghế trong Ban Bí thư. Đài BBC tiếng Việt đã đưa ra bình luận rằng một số nhà quan sát nói với BBC rằng trở thành Chủ tịch nước là bàn đạp để ông Tô Lâm có thể củng cố quyền lực, từ đó tiến đến chiếc ghế Tổng Bí thư trong tương lai để mà thay mặt và thay ông Trọng. Một khi Tô Lâm đã ở trong tứ trụ thì ông ấy có thể sẽ có suất đặc biệt tại đại hội lần thứ 14 để kéo dài sự nghiệp chính trị của mình khi ông đã quá 65 tuổi. Tương tự, giáo sư Abuja đã đưa ra bình luận, việc giữ chức Chủ tịch nước không ngăn cản việc ông Tô Lâm là ứng cử viên cho chức Tổng Bí thư. Nếu ai đó đang cố gắng có được các vị trí cao nhất của Đảng và Nhà nước cùng một lúc giống như ở Trung Quốc, thì đó là ông Tô Lâm. Những phân tích vừa kể trên rõ ràng cho thấy cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vẫn là một thế lực không hề nhỏ để tiến tới chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng kế tiếp. Vậy lấy gì để đánh giá sức mạnh quyền lực của tân Chủ tịch nước Tô Lâm đây là câu hỏi mà dư luận đang đặt ra. Để trả lời câu hỏi trên, trước hết phải trả lời câu hỏi vì sao mới đây trang mạng xã hội đã có những thông tin cho rằng Bộ Công an vào ngày 23 tháng 5 vừa khởi tố với ông Lê Thanh Hải là cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi trước đó tại hội nghị Trung ương 9 khóa 13 vào ngày 16 tháng 5, Ban chấp hành Trung ương chỉ quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng của ông Lê Thanh Hải. Ngay sau đó, đài BBC đã đưa ra một đánh giá đáng chú ý như sau. Theo khoản 9 điều 2 quy định 69 năm 2022 quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật đảng viên sẽ bị khai trừ ra khỏi Đảng khi vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, việc ông Hải chỉ bị cách chức mà không bị khai trừ, có thể hiểu rằng Đảng đã đánh giá những sai phạm của ông Hải không tới mức xử lý hình sự. Có nhiều ý kiến cho rằng ông Lê Thanh Hải từng được mệnh danh là nhân vật bất khả xâm phạm. Cư dân mạng thì đồn đoán nhờ ông Hải từng nhiều khóa là ủy viên Trung ương cũng như ủy viên Bộ Chính trị nên đã nắm thóp được ông Trọng trong thời gian giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội. Theo đó, ông Nguyễn Phú Trọng cùng với cựu Chủ tịch Hà Nội Hoàng Văn Nghiên bị dính đến nghi án nhận hối lộ của tập đoàn Chipucha của Indonesia, mỗi người 1 triệu đô la và 2 căn biệt thự ở khu đô thị Nam Thăng Long. Do đó, tin đồn bắt Lê Thanh Hải và ai là người đứng quyết định bắt sẽ là một phép thử mặt đầy quyền lực đối với ông Tô Lâm hiện nay. Cụ thể là, nếu người ra lệnh bắt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì có thể coi đó là hành động diệt khẩu để chấm dứt những tin đồn bất lợi cho Tổng Bí thư. Nếu vụ án này do Tô Lâm chỉ đạo cho đàn em thân tín ở Bộ Công an thực hiện thì chứng tỏ ông vẫn còn quyền lực tại Bộ Công an, và chuyện bắt Lê Thanh Hải có thể coi là một hành vi giàn mặt
đe dọa đối với Tổng Trọng, vì rất có thể những lời khai của Lê Thanh Hải sẽ thay đổi bàn cờ chính trị tại Việt Nam và có thể dẫn đến sự nguy hiểm cho ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay và thời gian tới. Điều đó cho thấy trận chiến vương quyền trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa thể kết thúc dễ dàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao tin đồn bắt Lê Thanh Hải lại là phép thử quyền lực của Tô Lâm đối với Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.